Thưa quý vị, theo thời gian bắt đầu những dấu hiệu lão hóa xuất hiện trên khuôn mặt của nhiều chị em phụ nữ, làm cho chúng ta giảm hẳn tự tin, và để tìm lại thanh xuân cũng như là sự tươi trẻ của làn da mình thì nhiều chị em đã tìm đến rất nhiều những phương pháp cũng như là những phòng khám khác nhau để có thể khắc phục tình trạng ấy. Chính vì vậy, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phòng khám thẩm mỹ da CC Clinic để cùng tìm hiểu về một phương pháp làm trẻ hóa làn da bằng tế bào gốc. Vâng ạ, và xin được giới thiệu với quý vị sự tham gia của bác sĩ Huỳnh Cao Cường, chuyên gia đến từ phòng khám thẩm mỹ da CC Clinic. Xin chào bác sĩ ạ. À, xin chào Phương Nguyên ạ. Dạ, và bác sĩ ơi, ngày hôm nay em có giới thiệu với bác sĩ một nhân vật trải nghiệm và chắc chắn rằng cũng rất là quen mặt với quý vị khán giả, đó chính là diễn viên Thùy Mười. Chào em, chào bác sĩ. À, chào dạ. Thùy Mười ạ. Được gặp bác, thì em muốn hỏi bác một số vấn đề bác chia sẻ, tức là trong tất cả các chị em phụ nữ trong đó có em. Cái vấn đề mà để giữ cho cái làn da nó tươi trẻ mãi, nó lâu, đó là một cái cực hình đối với phụ nữ, của em cũng vậy. Thì hôm nay em muốn bác chia sẻ cái bí quyết để giữ cái làn da mình tươi trẻ lâu. Chia sẻ với chị Mười cũng như Phương Nguyên, cũng như các quý vị khán giả, thì làm sao chúng ta có một cái làn da tươi trẻ là chúng ta phải sử dụng thêm hoặc là kết hợp những cái nguyên vật liệu nào đó nó mang cái tính chất là quay trở lại cái làn da và cái gốc da ban đầu. Thì các nguyên vật liệu đó hiện nay có rất là nhiều trên thị trường. Ví dụ như chúng ta có thể là sử dụng mỹ phẩm, chúng ta có thể sử dụng những cái nguyên vật liệu làm từ tế bào gốc máu tự thân, người ta hay nói là dạng PRP đó. Và còn một cái nguyên vật liệu thứ ba nữa là người ta đã sản xuất, các nhà khoa học ở Đức cũng như là ở Thụy Sĩ, người ta sản xuất ra một loại tế bào gốc. Thì không cần chúng ta sử dụng cái tế bào gốc máu tự thân nữa, mà đây là nguyên vật liệu thuần túy về da. Cấu tạo của nó là hoàn toàn từ protein để tái tạo lên cấu trúc một làn da. Nó mang lại cái vẻ đẹp tự tin và tự nhiên, cũng giống như chị Mười và Phương Nguyên đây đã hỏi bác sĩ. Dạ. Yeah. Nhưng mà em có một cái thắc mắc, như lúc nãy chị Mười nói là độ tuổi lão hóa, thì không biết là đến độ tuổi nào mình mới bị lão hóa da và mình cần sử dụng tế bào gốc này ạ? Thường thì trước đây người ta hay định nghĩa là cái sự lão hóa là theo tuổi. Yeah. Nhưng mà hiện nay, ở thời điểm bây giờ, xã hội bây giờ, bác sĩ nghĩ rằng độ tuổi lão hóa và có thể là nó trẻ quá ở độ tuổi. Yeah. Hồi xưa từ 30 đến 40 tuổi bắt đầu có dấu hiệu lão hóa. Nhưng mà gần nay về yếu tố xã hội, môi trường, ví dụ là sử dụng điện thoại thông minh nhiều quá đi, thì hoặc là yếu tố về đi chơi, đi phượt, tất cả mọi thứ. Yeah. Nó làm cho cái vấn đề da lão hóa ở độ tuổi nhỏ hơn. Từ 20-25 tuổi thì chúng ta đã có dấu hiệu của lão hóa. Như là lão hóa sớm dữ vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Càng ngày thì cái mức độ lão hóa nó càng ngày nó càng nhỏ dần. Cũng như cái ở em bé chẳng hạn, độ tuổi trưởng thành vậy thì của em bé, cái xu hướng nó càng ngày nó càng nhỏ dần. Hồi xưa là 15, 18 người ta dậy thì, còn bây giờ bác nghĩ là 9 hay 10, 11 dậy thì hết rồi. Còn với những người mà hay trang điểm như em hoặc là chị Mười thì lại thường lão hóa sớm hơn nữa đúng không ạ? Đúng rồi. Thì cái vấn đề về lão hóa cũng chia sẻ với chị Mười và các quý khán giả, thì nếu chúng ta cảm thấy cái dấu hiệu trên bề mặt của chúng ta càng ngày thì để nếp nhăn nhiều hơn, càng ngày cái sắc tố da nó không đồng đều hơn, thì đây là dấu hiệu của lão hóa bắt đầu xuất hiện. Như vậy thì tế bào gốc, cơ chế của nó hoạt động như thế nào khi mà đưa vào cơ thể ạ? Với tế bào gốc đưa vào cơ thể nó có hai hình thức. Một là chúng ta tiêm trực tiếp, hai là chúng ta có thể thoa trên bề mặt và dùng nguyên lý là thẩm thấu xuyên qua da, hỗ trợ thêm những cái máy móc công nghệ. Nếu chúng ta mà chọn phương pháp mà tuyệt đối, có nghĩa là sử dụng theo gốc là tiêm trực tiếp vào da, thì với cái công nghệ và hiện đại của Đức hoặc Thụy Sĩ đó, thì bác sĩ sẽ cho Phương Uyên với chị Mười xem. Thì đây là một hộp tế bào gốc, người ta sản xuất một sẵn một hộp như vậy. Thì nó sẽ có những lọ giống như lọ thuốc vậy đó. Thì đây là những cái tế bào gốc, thì mỗi lần sử dụng chúng ta sử dụng một lọ nằm trong bảo quản nhiệt độ tủ lạnh. Rất nhỏ, có nghĩa là chỉ vài độ C thôi. Một lọ vậy cho cả cái mặt mình? Dạ đúng rồi. Một lọ này chúng ta sẽ xử lý toàn bộ cho khuôn mặt. Thì đây là tế bào gốc. Thì có một số người hỏi bác sĩ là cái tế bào gốc này thì nó là sống hay là chết, nó có hoạt động hay không? Đưa cái tế bào gốc của người khác vào cho mình có biến mình thành người khác hay không? Đây là câu hỏi bác sĩ gặp gần như bác sĩ cũng chia sẻ với tất cả các chị phụ nữ. Thì đây là tế bào gốc, nó giống như là dạng protein vậy đó. Khi nó đưa vào da, tiêm trực tiếp vào da, nó giúp cho cái da mình nó thay đổi theo cái cấu trúc da của mình. Rồi em hỏi cái tế bào gốc này thì khi mà mình tiêm vào thì mình sử dụng được bao lâu?
Đối với tế bào gốc thì tiêm vào, ví dụ một lọ nó tương ứng với khoảng 1 đến 2 chu kỳ da. Thì trung bình một hộp như vậy mình có thể sử dụng là 10 lần. 10 lần như vậy là mình tương ứng được tầm khoảng 1 năm đến 2 năm theo một cái phác đồ điều trị riêng của người bác sĩ dành cho bệnh nhân đó. À, một hộp mình sử dụng trên cái mặt mình thì cho mình cái mặt 1 năm là nó trẻ hóa lại, dạ, đúng không? Dạ, nó luôn luôn giữ cái sắc diện và giao diện ở con trẻ. Dạ. Nhưng mà tiêm vô thì bao lâu có kết quả liền à? Thì mình thấy mình trẻ đẹp liền lên á. Cái đó là ai cũng thắc mắc luôn á. Cái này cũng chia sẻ với gì là cũng như Phương Nguyên đó. Thật ra nó có thần kỳ hay không? Dạ. Thì đối với tế bào gốc, bác Cường nghĩ rằng muốn làm được hiệu quả là chúng ta phải sử dụng phối hợp với những công nghệ khác, ví dụ công nghệ nâng cơ, căng da hay là chỉ vàng để chúng ta thay đổi rồi chúng ta mới tiêm cái này vào. Chứ không phải là một người đang già đang nhăn tiêm này vô thì da nó tặng, và cái đó là không phải là khoa học. Cái sự thay đổi và kết hợp này, bác Cường có nói kết hợp thêm những nguyên vật liệu thì nó mới trở thành một cái bức tranh hoàn mỹ. Xin được cảm ơn chị Thụy Mười đã dành thời gian đến với chương trình và cũng như là cảm ơn bác sĩ vì những chia sẻ quý báu ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, hy vọng rằng qua chuyên mục làm đẹp của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta đã có thể biết thêm được một phương pháp làm đẹp hiệu quả để làm trẻ hóa làn da và tìm lại thanh xuân của mình. Hiện tại phòng khám thẩm mỹ da CC Clinic có chương trình ưu đãi 30% nhân dịp sinh nhật 5 năm. Chính vì vậy, nếu như quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết cũng như là những chương trình này thì có thể liên hệ tại địa chỉ số 16 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Cao, quận 1 hoặc số hotline 0783 981818. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.